Mà này, ông có phải ước cái này không? Đúng rồi, tôi ước cái bộ mà tiểu đội chữ cái này nè, hình ô tô á. Ừ, còn tôi là tôi ước cái lọ đựng bút với lại hai cái kẹp tóc đây này. Linh nghiệm quá bà. BBTV. Ôi, lọ đều ước đẹp quá. Mà nghe bảo là một viên thuốc này có thể ước được một điều mà chôn xuống đất, sau một ngày điều ước sẽ thành sự thật. Không biết là có đúng không nhỉ? Mình phải thử xem mới được. Ê, bà tí, bà ngồi lắm bẩm gì với cái chai thuốc của mình vậy? Ngồi xuống đây tôi bảo. Này, tôi vừa mua được hai lọ điều ước. Nhìn thấy không? Mà nhá, ở trong này có rất là nhiều viên thuốc. Mà một viên thuốc này có thể ước được một điều đấy. Mà nhá, mà đang kể chuyện cổ tích à? Nói thật, mình ước vào cái viên thuốc này, xong mình đem chôn xuống đất, sau một ngày điều ước sẽ thành sự thật. Nhìn bà không giống nói đang nói giỡn nhỉ? Bao nhiêu người làm mà thành sự thật rồi đấy. Cho luôn một lọ này. Đúng thuốc tay quá nhỉ? Viên thuốc điều ước mà. Này, bây... cái này ước thì sao? Bây giờ nhá, mở ra. Lấy một viên thuốc ra. Không có mùi gì hết. Lọ điều ước mà. Đấy. Bây giờ nhá. Bây giờ này, mở viên thuốc ra. Đấy, không có gì này. Có một mảnh giấy. Mình sẽ viết điều ước vào đấy. Viết chưa chưa? Viết đi. Mình sẽ ước cái gì? Cho tôi mượn cái bút nào. Đây. Không biết là có hiệu nghiệm không nhỉ? Nè. Hả? Có hiệu nghiệm hay không cho tôi biết được. Cái này thuốc bà nói, điều ước cũng là bà nói, chứ tôi có nói đâu mà tôi biết. Nhưng mà tôi cũng chưa được thử, tôi chưa được ước mà. Trời đất ơi. Nhưng mà mình cũng phải thử để biết được. Mà bà ước cái gì đó? Bí mật. Bà bảo mấy thứ biết đi. Nếu mà ngày mai ấy thành sự thật thì khác biết. Đi, đi chôn. Đi. Ở đây chắc được nha. Đúng rồi đấy, chôn đây đi. Đây, cảnh đẹp này. Chôn ở đâu đây? Chôn trong này đi. Chôn trong này. Chôn viên thuốc thôi đúng không? Đúng rồi. Chôn ở trong đấy à? Chưa? Rồi. Cho tôi mượn cái que này. Vô đánh dấu lại nghe. Chừng ngày mai ra không quên địa điểm đó. Bạn mượn cái que ở đây. Đấy. Đi. Đi về. Ngày mai ra xem. Nhanh lên, nhanh lên. Tới rồi nè. Tò mò quá. Ôi ông Hân ơi. Điều ước của tôi trở thành sự thật rồi. Này bà ước đó hả? Đúng rồi đấy. Ôi thích quá, tiền của ông sếp. Tôi cũng có đó nè. Mình mang ra bên kia xem đi. Đi. Vô đây, đây. Ngồi xuống. Thích quá. Mà này, ông có phải ước cái này không? Đúng rồi, tôi ước cái bộ mà tiểu đội chữ cái này nè, hình ô tô á. Ừ, còn tôi là tôi ước cái lọ đựng bút với lại hai cái kẹp tóc đây này. Linh nghiệm quá bà. Ui. Tặng để tôi xem mà cái này. Tôi đã nói mà, bao nhiêu người ước thành sự thật mà. Ừ nhỉ. Cái bên xem nào. Cái bên xem. Đây nè. Cái bên xem. Ý, đây. Ồ nhỉ. Ôi thích thế. Đấy. À đây có chữ cái này. Ừ. Có cả hình hoa quả nữa này. À, đây là quả dâu nè. Quả bơ. Tôi thích cái bộ này lắm rồi. Mà con hồ này. Tôi chưa có tiền mua. Nên tôi phải ước. Đấy. Cái này là ông mang về nhà học này. Mà thôi nhá. Ê, đây này nè. Ê, cái hũ này bà chia cho tôi nhá. Ờ thì tôi cho ông một lọ. Ông xem hai cái kẹp tóc của tôi có xinh không? Xinh không? Ừ, đẹp á. Đẹp á. Cái này nó giống như có cái pin mặt trời à. Đâu, cái này hình con gì? Hello Kitty. À, Hello Kitty. Tại ba nhìn xéo xéo gì nè, nhìn giống như cái tấm đen này nè 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 nè. Đó. Được, được. Ui, thích. Thôi cho tôi đi, cho tôi về nhá. À, cái lọ này của tôi mà. Cái lọ này của tôi còn để mà ướp. Sau này mình còn ướp nữa chứ. Trời ơi, thích thế nhỉ. Thôi mình cái mang cái lọ này về. Để sau này mình có điều ước gì rồi mình sẽ lại ướp. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.